Suri Cruise, công chúa nhỏ bị cha Tom Cruise bỏ rơi, gây sốt với diện mạo lột xác ở tuổi thiếu nữ. Mới đây, cánh săn ảnh bắt gặp Suri Cruise, con gái của Tom Cruise và Katie Holmes, xách vali rời khỏi nhà riêng ở New York, Mỹ, chuẩn bị di chuyển về thăm ông bà ngoại. Suri Cruise hiện đã bước vào tuổi 15 và trổ mã rất xinh đẹp, hứa hẹn sẽ trở thành mỹ nhân tuyệt sắc trong tương lai. Cô con gái cưng của Katie Holmes đi du lịch một mình mà không có mẹ tháp tùng. Katie Holmes cho biết cô luôn muốn dạy con gái biết tự chăm sóc bản thân và sống độc lập. Hình ảnh cho thấy Suri diện áo crop top khoe vòng hai thon thả, cô bé kế thừa chiều cao và dáng vóc cân đối của người mẹ nổi tiếng. Bên cạnh đó, Suri lại sở hữu gương mặt thanh tú của tài tử Tom Cruise. Là con gái của Tom Cruise và Katie Holmes, ngay từ bé, Suri Cruise đã trở thành tiêu điểm trên các diễn đàn cũng như truyền thông Mỹ. Khi còn là một cô bé, Suri Cruise luôn xuất hiện với ngoại hình tiểu công chúa điệu đà toàn hàng hiệu. Tuy nhiên, sau khi cha mẹ ly hôn vào năm 2012, Suri chuyển về New York sống cùng mẹ. Katie Holmes muốn cho con gái có cuộc sống độc lập, học kỹ năng chăm sóc mình và đặc biệt giản dị như bạn bè cùng lứa. 9 năm qua, Suri Cruise đã trưởng thành đúng như mong đợi của mẹ. Cô bé hòa nhã với bạn bè, biết chăm sóc bản thân và sống bình dị. Một lần nọ, paparazzi bắt gặp hình ảnh Suri xuất hiện trên phố với trang phục đơn giản, vẫn toát lên thần thái xinh đẹp. Cô bé tự đi bộ đến trường và sử dụng các phương tiện công cộng, dù có bố là ngôi sao nổi tiếng. Suri Cruise cũng thân thiết với bạn bè cùng lớp. Cô bé có cuộc sống hoàn toàn khác so với thời điểm ở cùng Tom Cruise. Từ một công chúa kiêu kỳ, sống có kẻ hầu người hạ, mặc lúc nào cũng cau có khi mọi thứ không theo ý mình, Suri bây giờ độc lập, mạnh mẽ, tự tin và biết cách yêu thương, tôn trọng người khác. Suri và mẹ giống như hai người bạn thường đồng hành cùng nhau. Được biết sau khi Tom và Katie ly hôn, Suri không còn được gặp bố. Ngôi sao của nhiệm vụ bất khả thi bận rộn với công việc và thờ ơ với cô con gái ruột duy nhất. Suri hầu như cũng không nhắc đến người cha nổi tiếng. Gần 10 năm nay, người ta chưa hề bắt gặp Tom đến thăm con. Nguyên nhân được cho là do Tom Cruise đi theo giáo phái Scientology. Lea Remini, nữ diễn viên từng đi theo giáo phái này khẳng định, Scientology hà hiếp giáo dân, buộc họ phải im lặng và phục tùng. Những tiết lộ của Lea gồm một số điểm chấn động như việc tài tử Tom Cruise được coi là đấng cứu thế và những nhân vật nổi tiếng được tôn trọng hơn rất nhiều so với giáo dân bình thường. Ngoài ra, còn nhiều nữa những cáo buộc của Lea liên quan tới tình trạng lạm dụng, ép uổng giáo dân về công sức tiền bạc, cũng như ngăn cấm việc họ rời khỏi đạo hay tố cáo về tổ chức. Giáo phái này cũng được cho là đã can thiệp vào cả ba cuộc hôn nhân của Tom Cruise. Khi Tom ly hôn, Nicole Kidman, nữ diễn viên cũng bị hai con nuôi thờ ơ. Nguyên nhân được cho là hai con của cô đã chọn đi theo giáo phái Scientology của bố với quy tắc là phải cắt đứt những mối quan hệ ràng buộc với người ngoài. Thậm chí khi con gái làm đám cưới, Nicole còn không được mời. Không muốn vướng vào cùng cảnh ngộ, Katie Holmes quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân 6 năm với Tom Cruise khi một thành viên của giáo phái này dọn đến ở cùng họ tại Los Angeles để đảm bảo nam tài tử được chăm sóc đúng cách. Katie Holmes quyết định ly dị với nam tài tử vì lo ngại con gái cô, bé Suri, sẽ từ mặt mẹ nếu sau này cô bé gia nhập Scientology. Lo sợ của cô xuất phát từ tấm gương của Nicole Kidman. Để con gái có một tuổi thơ hạnh phúc trọn vẹn, trong suốt nhiều năm sau khi ly hôn Tom Cruise, nữ diễn viên Katie Holmes luôn gắn bó thân thiết với con. Cô không chỉ là một người mẹ, người bố mà còn giống như một người bạn của Suri. Hai mẹ con luôn đồng hành trong mọi việc và thậm chí Suri cũng đến ở trường quay cùng mẹ khi Katie đi đóng phim. Đồng nghiệp của Katie từng bày tỏ sự khâm phục về sự chu đáo và tình yêu thương vô bờ bến của Katie dành cho con gái khi chứng kiến cách cô chăm sóc Suri tại phim trường. Nữ diễn viên Katie Holmes từng tiết lộ, bé Suri là một thiếu nữ vô cùng mạnh mẽ, cô bé hòa đồng và giàu tình yêu thương. Vợ cũ Tom Cruise nói, mục tiêu lớn nhất của tôi là nuôi dạy con bé sống đúng là chính mình. Suri rất có cá tính và con bé sống khá mạnh mẽ, tự tin. Một khi chọn làm việc gì đó, con bé sẽ thực hiện đến cùng và cố gắng hoàn thành thật tốt nó. Sau đó con bé mới làm sang việc khác. Qua lời kể của Katie Holmes thì Suri Cruise là một cô bé có tính cách vô cùng tập trung và chăm chỉ. Hình ảnh Suri Cruise hạnh phúc trong vòng tay của cha ruột, tài tử Tom Cruise giờ không còn xuất hiện trên truyền thông. Từ một cô công chúa nhỏ được cha bao bọc cưng chiều, Suri của hiện tại trưởng thành, mạnh mẽ và độc lập hơn rất nhiều.